Hello em, chào mừng anh em đã trở lại kênh của chị lại nha. Anh em khỏe không? Anh em khỏe không? Khỏe không? Anh em ăn sáng chưa? Anh em chưa đi ăn sáng thì đi ăn sáng đi. Rồi chúng ta anh em để cho cái tạo không khí cho clip này nó vui nhộn tí mà cũng hay ho gì đó. Thì anh em thân mến, thì trong clip hôm nay thì Chí Lại muốn chia sẻ đến anh em một cái món ăn sáng cực kỳ là đơn giản mà đặc biệt là phải ngon. Đó, thấy đặc biệt phải ngon, ngon mới chia sẻ lên chứ. Thì món hôm nay mình muốn chia sẻ là món gì? Quên rồi. Muốn biết món gì phải không? Thì theo dõi clip mày biết. Để mà chuẩn bị cho cái món cơm chiên trâu của chúng ta hôm nay được ngon á, thì các bạn phải chuẩn bị cho mình những các món gia vị như sau. Trước tiên là cơm. Cơm thì các bạn không thể thiếu nha các bạn. Làm món cơm chiên trâu mà không nên làm gì thiếu cơm được. Tiếp theo là gì? Đó là đậu que. Đậu que các bạn sắc cuộn nhuyễn nha, sắc cuộn dừa thôi, cuộn sắc quá ăn cỡ bỏ hỏng. Củ cải đỏ, chả lụa, con gà, phở băm, sực xì dầu, người ta còn gọi là nước tương nữa đó, hành ngò, cà chua. Tính gia cũng nhiều quá các bạn ha, gia vị cũng nhiều quá chứ bọn làm công phu lắm mới được. Còn một thứ hết sức là quan trọng mà các bạn không thể thiếu trong ngày hôm nay đó là Chí Lại. Chí Lại đang nấu rồi, không có Chí Lại làm cơm chiên cho các bạn. Rồi, và bây giờ sau đây mời các bạn vào bếp với Chí Lại ha. Thì trước tiên thì các bạn bắt cái chảo lên, chảo chống dính lên, chảo cho bắt chảo cho nóng rồi các bạn. Bây giờ cái chảo mình đang nóng rồi đó, nóng lắm rồi đó, đang nóng như lắm luôn á. Chứ dầu vô vừa phải thôi, thì các bạn lắc ha cho nó đều ha. Chả ra nóng lên, nóng lắm rồi á. Đó, sau khi chảo nóng lên rồi các bạn lấy tỏi bỏ vô. Rồi, các bạn lấy tỏi bỏ vô. Thấy cho đều ha. Tỏi vừa chín tới rồi các bạn ơi, đừng để khét quá nha. Các bạn nên nhớ vừa thơm là được rồi. Các bạn đổ này vô. Xong thì các bạn xào ha. Xào cho săn nha. Bởi vì biết sao không xào trước các bạn, tại vì cái phần này nó chín lâu lắm, cho nên là các bạn phải đòi hỏi phải các bạn phải xào trước. Cái đậu que nè với cái đậu đỏ nè nó lâu chín dữ lắm đó, các bạn muốn chín thì các bạn phải xào trước cho nó mềm trước đi đó. À, quá đẹp luôn. Nổi nhìn cái màu hay là muốn ăn rồi, khỏi chi phải chế biến nhiều thêm nữa. À, cảnh ghê, nó màu tái tái rồi đó, kiểu như nó gần chín đó. Các bạn đổ cơm vô đó, tô cơm thôi, quá ngon. Các bạn thấy chiều ra trông đều lên ha, trông đều lên ha. Đó, đều lên, trông đều lên. Một điều là các bạn nên nhớ là các bạn để lửa nhỏ thôi nha, để lửa như điêu rồi đừng để lửa lớn quá. Rồi sau khi nó trộn đều như thế này nè các bạn, thì các bạn bỏ
hộp gà vô. Đây thì gà mình đánh sẵn luôn nè, chia đều ra. À, quá ngon, quá hấp dẫn anh em ơi, quá ngon anh em ơi. Đều ra nha, đều ra các bạn ơi, mình trộn đều lên, đều lên. À, để mình trộn đều cho anh em ha. Rồi mình biết tôi ăn gì đây. À, khi chúng ta trộn đều như thế này thì các bạn, thì các bạn bỏ ba cái chả lụa vô, chả lụa để sau. Đó. Chả lụa để sau ha các bạn ha. Đều lên. Quá ngon anh em ơi. Quá hấp dẫn anh em ơi, đói bụng anh em ơi. Quá ngon. À, các bạn nha, trộn đều lên. Rồi sau đây là bột ngọt. Nếu muốn hơn. Bột ngọt. Để đều lên. Các bạn dễ đều lên. Và dễ đều lên. Đó. Quá ngon. Đường. Các bạn cũng dễ đều lên. Nửa muỗng đường cả thôi. Cho nó gia vị vậy mà. Vừa ăn thôi nha, các bạn nên vừa ăn thôi. Mình là gì vừa ăn à. Các bạn sẽ đều lên. Còn cái quan trọng nữa, xì dầu. Cái này là mình xào xì dầu nha, nó ngon nha, nó thơm với mùi nước tương á. Đó. Đó. Xịt xì đều ra. Đó, ít thôi, vừa thôi. Thì nếu các bạn muốn ăn thì các bạn chấm hay là các bạn chan thêm ha. Đó. Này thôi hơi bị thiếu hột gà. Các bạn sẽ cảm nhận được cái cơm chiên dầu là như thế nào không các bạn? Quá ngon rồi. Thì tiếp theo đó là cà chua. Bởi cà chua là loại mềm đó các bạn. Các bạn không để sớm quá nó gục rồi. Các bạn vô để sau cuối cùng nha. Nó về đều xuống. Đó, đều ra. Cà chua ha. Đó. Sau đó thì các bạn cũng trộn đều lên. Nhìn cái màu thôi là muốn ăn rồi, khỏi tới nói vấn đề gì đó. Các bạn cho đều lên. Các bạn cảm thấy ngon thì các bạn cho mình một like nha, rồi đăng ký nha anh em ơi. Các bạn còn biết cái món cơm chiên trâu này còn thiếu cái món gì không? Đó là lạc xưởng, nhưng mà đây mình không có lạc xưởng ha, mình chỉ làm tay gái vậy thôi. À, bước cuối cùng là mình bỏ hành ngò vô. Ôi 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 ngon. À. Còn hành ngò vô cuối cùng là bước cuối cùng đó anh em. Trộn đều vô anh em nha. Quá ngon, quá hấp dẫn. Anh em thấy màu sắc sao? Đủ màu luôn á. OK, những công đoạn mà mình muốn giới thiệu với anh em thì coi như là cũng tạm là OK rồi. Đấy mình bày ra dĩa cho anh em thưởng thức ha, cho bút cơm như thế nào. OK. Hello bạn. Thì sau cuộc thời gian mà vật lộn dưới bếp nút, thì chị Đầy đã cho ra một cái sản phẩm như thế này nè. Các bạn xem rồi, các bạn có vừa ý không? Nếu vừa ý thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để tiếp tục theo dõi kênh của chị Đầy nha. Đấy. Và bây giờ mời các bạn dùng cơm với mình nha. OK.
Ok, thì bây giờ là cái thành quả của mình làm ra thì mình hưởng thôi. Đấy, ấy, à. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm với chứ lại tôi mới ăn sáng gì thôi anh em ơi. Chứ không dài, không có làm gì ra tiền, cũng không có tiền ăn nhiều. Đó, bây giờ mà mời cả nhà ăn cơm nha. À, mình thử làm miếng anh em. À, mình làm thử miếng rồi. À, thử miếng này coi coi sao. À, xúc thử miếng này. Mình... Ừ. Ừ. Ngon là có luôn. Mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn cơm nha. Hành. Hành cũng đâu thể ăn sống được anh em. Cá ngon. Cảm giác như lên thiên đàng. Quá ngon anh em ơi. Mời nhau tao nha. Khá không khá. Làm miếng là chua coi. Cho thêm nước tương nữa coi. Nói chung giờ cũng vừa ăn rồi, quá vừa ăn luôn, phải cho miếng nước tương cho nó mặn mặn chút. Anh nói là quá ngon luôn á, thiệt thề luôn. Ngon, ngon quá ngon. Tự chế biến tự làm ăn luôn à, cái bước mà vợ bỏ rồi phải tự biết lo cho mình. Quá ngon, quá ngon em ơi. Còn đây là cái phần chả nè anh em, chả lụa, làm miếng tương coi. Ở đây mình không có làm mức tươi chanh, này đúng giờ chấm mức tươi chanh nó mới ngon. Vẫn ngon. Mức tươi chanh ngon. Ăn này bổ lắm mà. Thôi biết rồi. Cảm giác rất là xuất sắc. Này nó đúng là chịu lại luôn á, đúng ngon luôn em ơi, nói nó thiệt luôn á. Nếu như anh em cảm thấy hay thì anh em hãy ủng hộ cho Chí Lầy một lượt like và một lượt đăng ký để cập nhật những món ăn rất là cực kỳ quái đản và rất là ngon. Cảm ơn anh em và bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại trong clip sau. Cảm ơn em đã theo dõi clip. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye. Mình ăn đó hả? Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá.